chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin dự báo thời tiết toàn tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, trong đêm nay 31 tháng 3 và ngày mai mùng 1 tháng 4, toàn tỉnh Lai Châu được dự báo nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, trời lạnh, vùng núi cao rét đậm rét hại, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 25 độ, vùng núi cao từ 13 đến 18 độ và độ ẩm là từ 80 đến 98%. Dự báo chi tiết các nơi trong tỉnh như sau. Tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ và độ ẩm là từ 80 đến 98%. Huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Còn tại huyện Sinh Hồ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ và độ ẩm từ 80 đến 98%. Khu vực huyện Than Uyên, nhiệt độ được dự báo từ 16 đến 21 độ và độ ẩm là từ 80 đến 95%. Tại huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Tiếp đó là huyện Tam Đường, nhiệt độ ở đây dự báo từ 16 đến 21 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Còn tại huyện Tân Uyên, nhiệt độ dự báo từ 16 đến 21 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Cuối cùng là huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Vâng thưa quý vị, bên cạnh lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, bà con vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn khiến cho đất đá dễ bị phá vỡ kết cấu, dẫn đến xuất hiện các vết nứt, lún, phồng rộp, sạt lở ta luy âm, ta luy dương bất ngờ. Quý vị cũng nên hạn chế đi đường, đèo, đồi núi khi mà không thật sự cần thiết và thông thạo địa hình. Trường hợp bắt buộc thì nên đi chậm và chú ý các dấu hiệu sạt lở để có thể kịp thời xử lý. Đó là khi quan sát thấy vết nứt lún, phồng rộp trên mặt đường, vách ta luy rỉ dòng nước đục, nghe thấy tiếng đất đá va chạm và cành cây gãy đổ. Trên đây là bản tin dự báo thời tiết cũng như là những lưu ý của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.